Còn tại đất nước Brazil, mới đây Bộ trưởng Y tế nước này là ông Eduardo Bozzolo xác nhận hệ thống y tế ở thành phố Manaus của bang Amazonas của nước này đang bị sụp đổ do làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai. Cảnh tượng người dân tuyệt vọng tranh cướp từng bình oxy, trong khi hầu như toàn bộ hệ thống cung cấp oxy trong các bệnh viện của thành phố Manaus đã ngưng hoạt động vì cạn kiệt nguồn cung, phản ánh rõ nét của khủng hoảng y tế tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo Reuters, các nhân viên bệnh viện và thân nhân của bệnh nhân COVID-19 đang vội vã phân phối các bình dưỡng khí vừa được chuyển đến thành phố Manaus, thành phố lớn nhất của khu vực Amazon, sau khi các bác sĩ quyết định bệnh nhân nào sẽ tiếp nhận thở trong bối cảnh nguồn cung đang cạn kiệt. Chính phủ ở đâu chứ? Các thị trưởng ở đâu? Các hội viên hội đồng, những người yêu cầu mọi người xuống phố khi cần bầu cử, nhưng khi người dân cần giúp đỡ thì không một ai xuất hiện. Mọi người đang chết mòn. Đây không phải là một trò chơi. Xin hãy giúp đỡ. Nguồn oxy cho các bệnh viện ở đâu rồi? Truyền thông Brazil cho biết có ít nhất là 60 trẻ sinh non đang được chăm sóc đặc biệt tại các khoa nhi thuộc bệnh viện trung tâm thành phố Manaus cần phải được di chuyển khẩn cấp đến các bệnh viện ở những địa phương khác trên khắp cả nước trước khi quá muộn. White Martins, nhà cung cấp oxy chính của Brazil, cho biết họ đang xem xét chuyển một số nguồn cung cấp ra khỏi nước láng giềng Venezuela để hỗ trợ Brazil. Hiện vẫn chưa rõ liệu điều này có đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng đang gia tăng hay không. Sự căng thẳng đã khiến chính quyền bang Amazonas cho biết họ sẽ vận chuyển 235 bệnh nhân buộc phải thở oxy nhưng không được bố trí điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt đến năm bang khác và thủ đô Brasilia.